Em có phải là Trương Nhã Dinh không? Thì anh nói lại xem. Người lớn như vậy hả? Để chị dạy lại cách ăn nói với người lớn nha. Hả? Chị hai, Gia Long đang bị mất trí nhớ mà. Sao chị còn đánh cái đầu của em nữa? Nhã Dinh, chị hai của cậu á.